và đang có thứ hạng thứ 19 trên bảng xếp hạng ITTF. Trong khi đó thì đối thủ của cô, tay vợt Wang Jidi, và lúc này đang xếp thứ 23 trên bảng xếp hạng của ITTF. Và đây là tay vợt cao 1m60, năm nay 22 tuổi, người Trung Quốc. Chúng ta cũng thấy là Wang Jidi thuận tay phải. Hy vọng rằng trong ngày hôm nay sẽ không có bất cứ một tay vợt nào phải gặp chấn thương như Trấn Đình, và chúng ta sẽ có thể được chứng kiến nhiều trận đấu hấp dẫn, những màn đọ tài giữa các tay vợt. Và chúng ta sẽ chuẩn bị bước vào game đấu đầu tiên. Sato sẽ là người phát bóng đầu tiên. Điểm số đầu tiên đã đến với Sato. Rất tuyệt vời. Có thể nói là tay vợt người Nhật Bản đã có những tình huống cứu bóng xa bàn rất hay. Một cú vợt thuận tay của Sato. Sau đó thì Sato lại không thể tiếp tục tạo ra lợi thế và đánh bóng không qua lưới của Sato. Chúng ta có thể thấy được khả năng phòng ngự của Sato là rất tốt, nhưng cuối cùng thì cô cũng đã không thể kháng cự được tình huống tấn công liên tiếp vừa rồi của Wang Jidi. Như vậy là khả năng chịu đòn của Sato Hitomi cuối cùng cũng đã giúp cho cô có được điểm tình huống vừa rồi. Sở trường của tay vợt người Nhật Bản chính là lối đánh phòng ngự, và cô đã khiến cho đối phương phải nao núng để thực hiện những tình huống tấn công và mắc lỗi. Rất dễ dính vào đòn gài bóng của Sato Hitomi. Điểm được nâng lên 3-2 cho tay vợt người Nhật Bản. Dây lên điểm khá tốt của Sato. Số thứ tư dành cho Sato. Vâng, cách biệt trên bảng xếp hạng chỉ là 4 thứ hạng thôi, nhưng chúng ta cũng thấy được cách chơi của hai tay vợt là khá khác nhau, và điểm nổi bật của Sato có thể nói là được thể hiện rất rõ. Lần này thì pha gài bóng của Sato Hitomi không qua lưới. Hai cú giật liên tiếp của Wang Jidi mặc dù không thành, nhưng cú đánh của Sato lại đưa bóng đi không qua lưới. 4-2. Lần này thì bóng đã giật vào mép lưới và đi ra ngoài. Điểm 5-4 cho Sato. Có thể nói là với Sato Hitomi thì các đối thủ cần phải giữ được sự tỉnh táo của mình, cần phải điềm tĩnh. Chúng ta có thể thấy Sato đã khá ưa thích lối chơi phòng ngự xa lại.
hai tay vợt đang ăn miếng trả miếng và liên tục bám đuổi nhau về mặt tỷ số. Điểm số dành cho Sato. Pha đánh bóng đi thẳng ra bên ngoài của Wang Jidi. Và tấn công liên tiếp cũng đã giúp cho Wang Jidi đẩy Sato vào thế bị động và ghi điểm. Hai tay vợt đang thể hiện hai cách chơi trái ngược nhau. Wang Jidi đang thiên về tấn công, còn Sato thì đang chủ động phòng ngự. Như vậy là sẽ có giao bóng lại. Nhưng sau đó thì Sato cũng đã bị phản đòn và điểm cho Wang Jidi 7-6. Đôi khi chúng ta thấy Sato Hitomi thực hiện cú giật và vừa rồi cô đã khiến đối thủ bất ngờ, nhưng Wang Jidi cũng đã đủ điềm tĩnh để có thể phản đòn rất hay. Sự nôn nóng rõ ràng là sau khi liên tiếp vướng phải những tình huống phòng ngự hay của Sato thì Wang Jidi đã đổi cách chơi. Cô đã đánh bóng dìu đối thủ lại, rồi sau đó cảm giác tấn công của Wang Jidi đã khiến cho cô nôn nóng và đưa bóng đi ra ngoài. Đó là một tình huống mà chúng ta rất mong muốn được chứng kiến ở các tay vợt. Một tay vợt chuyên phòng ngự và một tay vợt có thể nói là sở trường tấn công. Liên tiếp là những cú đập có thể nói là rất mạnh, đưa bóng đi rất xa bàn. Nhưng Sato vẫn phòng ngự thành công và để rồi cuối cùng phải một tình huống quá khó thì cô mới chịu thua. Lần này thì cú giật đi ra ngoài của Wang Jidi 8 đều. Đến với Sato, một tình huống hiếm hoi Sato bất ngờ chơi tấn công. Như vậy là khoảng cách đã được đưa lên là 2 điểm. Sato đứng trước game point. Cơ hội đã có được chiến thắng đầu tiên ở trận đấu này dành cho tay vợt người Nhật Bản. Sự nôn nóng rõ ràng là Wang Jidi đã vướng vào thế trận mà Sato Hitomi đã dâng ra, và chính sự nóng vội của cô đã khiến cho cô phải nhận thất bại. 3 điểm liên tiếp cho tay vợt người Nhật Bản và kết thúc game đấu đầu tiên với điểm số là 11-8. Những pha vớt bóng rất đẹp mắt của Sato, cùng đó là khả năng phòng ngự chắc chắn đã giúp cho Sato có được chiến thắng tại game đấu đầu tiên. Ở tình huống vừa rồi thì Wang Jidi đã đánh trượt bóng, hơi nôn nóng ở tình huống này khi mà bị đặt vào trong tình huống điểm break, điểm game. Những lời dặn dò đến từ huấn luyện viên trưởng và Wang Jidi cần phải chắc chiêu hơn ở những tình huống tấn công của mình. Trong 4 giải đấu gần đây nhất mà Sato Hitomi tham dự thì cô chỉ có thể vào sâu nhất là đến vòng 16 tay vợt mà thôi. Đó là các giải đấu diễn ra tại Cộng hòa Séc, Thụy Điển, Bremen của Đức và gần nhất là tại Áo.
chúng ta chuẩn bị quay lại với game đấu thứ hai. Second game, Wang Thủ Sơ, local. Phát bóng trước sẽ là Wang Jili. Singapore. Rõ ràng là Sato Itomi đang mang đến một cảm xúc rất đặc biệt. Một tay vợt có thể nói là sở trường phòng ngự, và cô cũng đã giành được thắng lợi ở tình huống vừa rồi một cách đầy thuyết phục. Tình huống gài bóng và phản đòn của Wang Jili thì bóng đi quá mạnh. Điểm số tiếp theo dành cho Sato, hai điểm liên tiếp dành cho tay vợt người Nhật Bản. Chúng ta thấy ở game đấu này thì Sato đã bắt đầu chơi tấn công nhiều hơn. Tình huống vớt bóng không thành công. Những pha cắt bóng xoáy liên tiếp của Sato. Và vừa rồi thì bóng đã bật vào cạnh vật. Pha trả bóng rất xoáy của Sato và lần này bóng đã đi ra ngoài. Điểm được cân bằng 2 đều. Và bây giờ sẽ là hai quả giao bóng cho Wang Jili. Cú giật thuận tay ra ngoài. 2-3. Tiếp tục là những tình huống mà Wang Jili không đủ kiên nhẫn để có thể thực hiện những pha trả bóng theo cái cách mà Sato đang chơi. Cô buộc phải tung ra những tình huống tấn công và đưa bóng đi ra ngoài. Sato đánh rất lì, và sự lì lợm của Sato khiến cho đối thủ gặp nhiều bối rối. Điểm số thứ 5 dành cho Sato, bóng không qua lưới. Sato. Tình huống vợt chéo tay của bóng xoáy đi thẳng ra bên ngoài. Như vậy là bóng chưa sang phần bàn của Wang Jili. Đó là những tình huống tấn công ổn định của tay vợt người Trung Quốc, và cô đã có được điểm rút ngắn xuống còn 4-5. Rất hay pha đánh bóng đảo hướng đầy bất ngờ của Wang Jili, 5-5. Đúng là chỉ có những cú đánh theo kiểu như vậy thì Sato mới không kịp phòng ngự. Cú quẻ cổ tay rất dẻo. Vẻ như là Wang Jili đã nắm được điểm yếu của Sato, và cô bắt đầu có những tình huống tấn công một cách chuẩn xác và hiệu quả hơn. 4 điểm liên tiếp dành cho Wang Jili. Một giây lấy điểm ấn tượng của tay vợt người Trung Quốc. Nhưng ngay lập tức thì Sato đã kết thúc giây lấy điểm của Wang Jili. Đó là một pha gài bóng rất xoáy. Wang Jili đã đánh trượt bóng. Sáu đều.
rất hay. Đó là những tình huống tấn công dồn dập của Wang Jiri, và kèm theo đó là những tình huống bẻ cổ tay để có thể khiến cho hướng bóng đi đầy khó chịu và buộc Sato phải không thể cứu bóng. Lần này thì cú đánh có thể nói là cũng chưa hẳn là một tình huống chủ động tấn công, nhưng lại đưa bóng đi ra ngoài. Thì cân bằng lại được tái lập. Cú gài bóng về cuối bàn không thành công của Sato, điểm cho Wang Jiri 8-7. Đến lúc này thì đã hơn 14 phút thi đấu của trận đấu này trôi qua và set thứ hai vẫn chưa kết thúc. Bóng không qua lưới 8-8. Rất nhiều khả năng hai tay vợt sẽ bước vào những set đấu fast five. Bật vào mép lưới đi ra ngoài, rất tiếc. Điểm cho Sato 9-8. Như vậy là Wang Jiri đã xin giải lao. Và lúc này thì tâm lý có lẽ là đang khá bất ổn với Wang Jiri khi mà cô đã bị cắt đứt chuỗi lên điểm của mình. Thành tích tốt nhất mà Wang Jiri có được trong giai đoạn gần đây đó chính là chiến thắng vào năm 2018 tại giải đấu dành cho lứa tuổi U21 diễn ra tại Hồng Kông và diễn ra tại Cộng hòa Séc. Sau đó thì một loạt những giải đấu mà cô không vượt qua được vòng 32 và tiếng sâu nhất thì cũng chỉ vào vòng 16 tay vợt mà thôi. Chúng ta cùng quay trở lại với trận đấu. Và điểm số dành cho Sato, điểm số thứ 10. Và cô đứng trước cơ hội có được chiến thắng thứ hai tại trận đấu ngày hôm nay. Bóng bật vào cảnh vợt. Vậy là chiến thắng ở game thứ hai đã thuộc về tay vợt người Nhật Bản. Tỷ số chung cuộc đang là 2-0 với cùng điểm số ở hai game, đó là 11-8. Và chỉ mất qua hai game đấu chúng ta đã trải qua đến 16 phút. Cũng có thể là một chiến thắng cho Sato Hitomi, nhưng nó không diễn ra nhanh và đơn giản như chúng ta nghĩ. Theo cái cách thi đấu của cả hai tay vợt, có những sự giằng co ở thời điểm đầu ở các set. Với một tay vợt có khả năng chịu đòn khá tốt như Sato, cùng với cách chơi lì lợm, thì các tay vợt có thiên hướng tấn công cần phải có sự kiên định tốt. Họ có thể trả ra bóng trong nhiều nhịp. Nhưng Wang Jiri tại game đấu vừa rồi đã có những thời điểm chơi hơi bối rối và quá vội vàng. Điều đó khiến cho cô đã không thể giành được chiến thắng trước Sato, cho dù có một game đấu chơi tốt hơn đối phương. Đây được xem là game đấu bản lề đối với Wang Jiri. Giờ bóng trước thuộc về Sato.
rất đáng tiếc cho Sato. Cô đã phòng ngự một cách kiên trì. Và trong khi đó thì Quang Di Đi lại tấn công không biết mệt mỏi. Khoảng cách xa bàn của Sato ở cự ly vừa rồi khoảng 5m. Cô vẫn có thể phòng ngự thành công. Vậy là bóng ra ngoài 2-0 cho Quang Di Đi. Bóng không qua lưới và điểm số đầu tiên cho Sato. Lần này thì điểm đã thuộc về Quang Di Đi. 1-3. Bóng ngoài. Điểm rút ngắn xuống còn 2-3 cho Sato. Đã không qua lưới. Quang Di Đi dẫn 4-2. Cho Sato. Khoảng thời gian chỉ còn lại hơn 3 phút. Pha tấn công rất tốt của Quang Di Đi. Điểm số được nâng lên 5-3. Bây giờ sẽ là phần giao bóng của Sato. Giao bóng lại. Một pha tấn công về cuối bàn không thành công của Quang Di Đi. Và điểm được rút ngắn xuống còn 4-5. Tiếp tục là pha tấn công không thành của Quang Di Đi, 5-5. Sự thiếu ổn định trong khoảng nửa cuối của một set đấu chính là điểm yếu của Quang Di Đi. Cô thường có sự khởi đầu các game đấu rất tốt và có sự giằng co, thậm chí là thường xuyên dẫn trước đối phương. Tiếp tục là một tình huống bị dính đòn của Quang Di Đi. Cô đã bị Sato gài bóng rất khó chịu. Đây cũng có thể nói là do Quang Di Đi bị xuống sức. Cô thường chơi kém ở những nửa sau các game đấu. Tiếp tục để mất điểm. Quang Di Đi đã không còn giữ được thể lực để đưa những pha bóng vào cuộc đấu thể lực. Những pha đánh bền với Sato, những tình huống đánh bền thì Quang Di Đi thường xuyên để thua.
Sato vượt lên rất nhanh. Bóng không qua lưới. 7-6. Xoáy và khiến cho rằng gì đi bị bất ngờ. Còn 40 giây. Hoàng gì đi cần phải chống cự. Điểm số 9. Rất nhiều khả năng đây lại là một thắng lợi nữa cho Sato. Mười bảy giây. Ten six. Có đến 4 cơ hội game point cho Sato. Cơ hội thứ nhất đã trôi qua. 10-7. Điểm đang là 17. Và hết game đấu này hay tay vợt sẽ bước vào fast five. Cơ hội thứ hai trôi qua. 18. Sato cần một khoảng nghỉ. Nhận thêm lời tư vấn từ huấn luyện viên để có thể bình tĩnh lại trước khi bước vào điểm game tiếp theo. Có vẻ như Sato đang hơi thiếu bình tĩnh, của đánh mất hai cơ hội một cách nhanh chóng. Đó là những tình huống tấn công không phải sở trường của Sato Hitomi. Sau trận đấu này thì chúng tôi cũng sẽ gửi đến quý vị, riêng ở nội dung đơn nữ sẽ còn có các trận đấu khác trong ngày hôm nay. Đó là trận đấu giữa hai tay vợt Trung Quốc Yu Juling và Wang Menju. Và buổi chiều tối sẽ là trận đấu giữa Chen Xingtong và Yu Menju. Trận đấu cuối của ngày hôm nay sẽ là trận đấu giữa Ito Mina và Ishikawa Kasumi. Người ra bóng sẽ là Wang Jili. May mắn cho tay vợt người Trung Quốc. Chỉ còn một cơ hội nữa cho Sato để có thể giành game point ở set này. Như vậy là 4 cơ hội đều đã trôi qua. Và bây giờ thì cả hai tay vợt sẽ bước vào điểm số quyết định, điểm số cực kỳ quan trọng ở game đấu bản lề của YGD. Nếu như để thua ngược thì đây sẽ là một set đấu cực kỳ thất vọng của Sato. Quá đáng tiếc. Và như vậy là Sato đã có được chiến thắng ở game đấu này. Nỗ lực cứu đến 4 game point dành cho đối thủ, nhưng cuối cùng thì Wang Yidi đã tự đánh bóng hỏng ở một tình huống cực kỳ đáng tiếc. Vâng, và ngay cả huấn luyện viên cũng như là Sato Hitomi đều cảm thấy tương đối bất ngờ với tình huống đánh bóng hỏng của đối phương, khi mà yếu tố tinh thần đang thuộc về Wang Yidi chứ không phải là thuộc về Sato. Nhưng Wang Yidi lại đánh không trúng vào tâm bóng. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào các game đấu fast five. Time. Cơ hội vẫn còn cho YGD.
Bởi theo cái cách đánh của Wang Yidi thì Fast Five sẽ là một lợi thế dành cho cô. Wang Yidi nhờ vậy sẽ không bị kéo vào những loạt đấu sức bền nữa. Chúng ta quay lại với game đấu thứ tư với loạt Fast Five. Fourth game, Wang to serve, level. Người ra bóng trước sẽ là Wang Yidi. Điểm đầu tiên cho Sato, pha tấn công tương đối bất ngờ. Pha tấn công thành công của Wang Yidi, điểm được cân bằng 1-1. Đây là một thể thức thi đấu rất khó chịu, mỗi tay vợt chỉ có được một quả giao bóng và sau đó phải luân phiên nhau. Tuyệt vời, 2-1 cho Wang Yidi. Bóng đi rất sát với mép bàn. Wang Yidi đang phải tận dụng những tình huống đánh bóng như vừa rồi để giành chiến thắng trước Sato, một trọng tay vợt chơi phòng ngự cực tốt. Rất hay, một tình huống tấn công bất ngờ đẩy bóng đi chéo góc của Sato để cân bằng điểm số 2-2. Một cú lật trái khiến cho Wang Yidi bị bất ngờ. Đây là một tình huống nôn nóng của Wang Yidi, rõ ràng là như vậy. Cô đã thấy bóng được đẩy sang một cách quá thuận và lập tức tung ra cú forehand. Nhưng rõ ràng là những pha gài bóng xoáy theo cái kiểu của Sato thì không dễ để ăn những tình huống như vậy. Lần này thì bóng không qua lưới, một pha tấn công không phải sở trường của Sato, 3-2. Game đấu thứ tư đang trở nên khá căng thẳng. Hai tay vợt liên tục bám đuổi nhau, điểm số liên tục được xác lập. 2 điểm nữa để tiến đến chiến thắng cho set đấu thứ tư. Xoay vật rất nhanh của Sato nhưng cô cũng đã phải bất lực trước cú đánh quá tốt của Wang Yidi. Đây là game point ở loạt Fast Five đầu tiên dành cho Wang Yidi. Và đây cũng là lần đầu tiên Wang Yidi đứng trước một cơ hội có thể giành chiến thắng sớm. Không được. Và như vậy là bóng ngoài. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3. Đúng như chúng tôi nhận định, rõ ràng Wang Yidi có được lợi thế khi bước vào Fast Five bởi cô thường có sự khởi đầu các game đấu rất tốt. Cứ sau điểm số thứ 5 là Wang Yidi bắt đầu chơi xuống sức. Và ở loạt Fast Five như thế này thì đúng là lợi thế rất lớn dành cho Wang Yidi. Trái ngược hoàn toàn với trận đấu đầu tiên trong ngày hôm nay thì ở cặp đấu này mọi thứ đang diễn ra hơi lâu. Chúng ta vẫn chưa thể biết được ai sẽ là người. Hai tay vợt trở lại với game đấu Fast Five thứ hai. Tỷ số chung cuộc bây giờ đang là 3-1 nghiêng về phía Sato Hitomi. Tuy nhiên không loại trừ khả năng trận đấu này có thể sẽ kéo dài đến set đấu thứ 6 hoặc set đấu thứ 7. Sato sẽ là người được giao bóng trước ở game này. Ở loạt Fast Five thì việc giao bóng trước sẽ có một lợi thế khá lớn.
đó là một tình huống Wanyidi đã tung ra cú giật khi bóng đã đi hơi thấp so với tầm tay và khiến cho bóng không thể qua lưới. Đó là một tình huống mà cô không kịp xoay cổ tay để có thể thực hiện một cú gài bóng. 2-0. Sato đang đứng trước cơ hội rất lớn để có thể kết thúc trận đấu này khi mà đang có cách biệt 2 điểm. Ba không rồi. 2 điểm nữa cho chiến thắng thuộc về Sato. Đồng lại cũng như thì cần ngay lập tức phải có một điểm số để lấy lại tinh thần. Rất bất ngờ, tình huống di chuyển và có thể nói là một cú upvert rất nhanh. Sato chọn rất đúng thời điểm để tung ra một pha đánh có lực. Không được. Lần này pha tấn công thẳng vào người của Sato và đã giúp cho Wanyidi ghi điểm. Có vẻ như Sato không phải là một tay vợt có tâm lý tốt. Đứng trước quạt những loạt game point thì cô đang thi đấu hơi bối rối. Tiếp tục là điểm số cho Wanyidi, 2-4. Vẫn còn 2 cơ hội nữa để kết thúc trận đấu này dành cho Sato. Rõ ràng là những tình huống tấn công của Wanyidi đạt được hiệu suất cao chỉ khi cô thực hiện những pha tấn công chéo bàn. Là trận đấu đã kết thúc với Wanyidi. Cô đã chịu thất bại với tỷ số chung cuộc là 1-4 trước tay vợt người Nhật Bản Sato Hitomi. Và Sato sẽ bước vào vòng 8 tay vợt mạnh nhất. Đối thủ của cô cũng sẽ là một tay vợt người Trung Quốc khác trong cuộc nội chiến giữa hai tay vợt Trung Quốc. Yeah.